Em nhận phục hồi băng La Nina của Phan Lúa cho anh em gần xa. Anh em là ở xa, có dịp đi ngang em, anh em cứ gửi cái khoan cho em như những anh khách ở đây. Rất nhiều khoan nha anh em. Anh em cứ gửi cái khoan này cho em làm xong. Hôm nào anh em đi gặt ngang nhà em, anh em lấy, ngang xưởng em, anh em lấy nha. Em giới thiệu anh em. Sử dụng băng La Nina zin của nó, rất bền. Hoàng Mai 0907 790079. Đây mời anh em xem nha. Đây có hai cái khoan em chưa ấy khoan. Đây. À thấy không? Em móc lỗ cho anh em thấy không? Móc lỗ anh em thấy. À. Đây hai cái này của ông khách ông chưa đem cái thiết bị để vô. Đây cái băng La Nina để vô. À, những cái khoan của đây đã có rồi nè. Cái hiệu anh em nè, thấy không? Anh em xem không? Hài lòng không? Ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Đó. Rất nhiều nha anh em. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Vì cái Facebook em chỉ một ngày để được livestream hai lần hoặc ba lần thôi nha anh em, cho nên em không có livestream thường xuyên được. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Những cái video em quay là điều trực tiếp của em, đều là của em nha anh em, không có sử dụng video cũ nha anh em. Video mới toàn bộ hết, không có hỏi video cũ. Anh em xem, anh em theo dõi thường xuyên cái Facebook em là anh em sẽ biết toàn bộ là quay video mới hết, toàn bộ không có video cũ nha anh em, không sử dụng lại video cũ hay hình ảnh cũ nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Về cái Facebook bây giờ nó bị khó khăn quá cho nên không có cho livestream thường xuyên. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Anh em nào có nhu cầu hân hạnh được phục vụ nha, Hoàng Mai 0907 790079. Anh em ở xa anh em có thể đóng gói gửi bưu điện giúp em, còn anh em nào ở gần thì mang tới em, còn anh em nào cắt dùng lân cận ở gần xưởng em, anh em cứ gửi tại xưởng em. Rồi hôm nào anh em đi ngang gặt, anh em lấy, không mất mát gì cả nha anh em, đảm bảo cho anh em. Ok luôn, đây có những anh em ở Long An, ở Kiên Giang đều có nha. Long An, Kiên Giang đều có. Tại hai cái cánh đó thường xuyên đi ngang quê em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Mời anh em xem nha. Đây. Anh em xem hài lòng chưa? Hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. À, có hai cái này, có hai cái đầu tiên là chưa có ống băng để vô. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Những cái video em quay đều là video mới hết nha anh em, toàn bộ. Nhưng có những anh em xem theo dõi Facebook em thường xuyên là anh em sẽ biết, không sử dụng lại video cũ hay hình ảnh cũ nha anh em. À, vì tránh tình trạng cái Facebook em nó có vấn đề. Nói chung là Facebook bây giờ nó hơi khó vấn đề quay livestream. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ.